Chào cả nhà Hân Yên nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video kế tiếp của Trúc Phương. Cả nhà ơi, thì hôm nay Phương đi đến một cái khu vườn. Một cái khu vườn rất là nhiều trái cây luôn cả nhà. Thì để từ từ Phương sẽ dẫn cả nhà vào trong xem nha. Bây giờ thì Phương mới ở phía trước nè. Phía trước này là gần với mấy lộ nè. Thì vườn này là vườn của bác Xui của Phương á. Của ông bác Xui. Thì ở nãy giờ Phương đi vòng phía ngoài đây, thì ở phía đây có một cái bụi măng. Ây. Có một bụi măng. Rồi chuối nè. Rồi trồng cam phía trước này mà ít trái à, nhưng mà mấy cậu bảo với mình là nhiều lắm mà mình chưa có đi vào trong, có thể là chắc ở phía bên trong rồi. Bây giờ thì ở phía trước nè, Phương mới hái một trái dừa. Bây giờ thì mệt rồi, khát nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ chặt trái dừa ra mà cả nhà cùng uống với mình nha. Có một cây dừa đây luôn. Ai một cây dừa đây luôn. Để xử lý trái dừa. Mời cả nhà uống nước dừa. Mời cả nhà uống nước dừa với hai mẹ con với Phương nha. Mẹ uống đi. Uống đây. Uống. Nó chưa ngọt thế à? Ngọt lắm luôn cả nhà ơi. Cừ cũng cự ngồi nó sạch con đó. Rồi uống đi mình vô trong. Dẫn cả nhà vô trong tham quan khu vườn phía bên trong. Có nhiều trái quá cả nhà ơi. Kìa, kìa. Quá chừng luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình đi qua cầu khí nha. Đi qua cầu khí. Ôi cái cây này có nó. Cái này là cái cây. Đã không biết cây gì không. Chờ mày chút. Ôi cả nhà. Kìa. Cái trái đó là trái chanh. Trái chanh, đây là trái chanh đó. Góc ở trong trống hết trơn kìa. Đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà, rút ở trong kia nè. Chanh cả nhà ơi. Rút trong kia. Rồi đi tiếp nha. Hello. Cam. Cam này là cam sành. Con này xanh sành như thế này. Đây. Cái này là cam gì đây? Cam mặt. Cơm mặt phải không ta? Cơm mặt. Coi chứ có núm đồng tiền không? Không, có núm. Không có núm đồng tiền. Nè, con lại đây. Không có núm đồng tiền là kêu cơm gì nè? Cơm sòn. Có đồng tiền mới cơm sòn. Có đồng tiền mới cơm sòn. Đây nữa. Đây là cháu nè, cháu xung xe chân xe. Dạ. Ôi kìa ai. Cái nhà trái quá trời trái luôn cả nhà. Dạ cả nhà. Đó, cái nhà. Cả nhà ơi, cả nhà xem nè. Cô gọi cả nhà xem cái trái nó to nè. Nè, có tay Phương cầm nè. Trời ơi luôn không? Quá trời vườn này vườn cam luôn, trái nhóc còn lắm này cả nhà kia. Khoan, chờ mấy chút. Tới đi.
Quá trái quá trời luôn cái trời. Ở đây có vỏ hốc cu đen. Hả? Ở đây có vỏ hốc cu đen hả? Vỏ hốc cu đen ở dưới mương Bắc Xuân luôn. Đâu? Kìa. Kìa con ngồi ngược lại đó thôi. Đây nè. Hả? Ngược lại đây. Ngậu quay mặt kìa. Ngậu quay trở hướng lại đây. Wow. Ôi cái cây này cây chôm chôm. Chôm chôm hả? Ừ. Cây chôm chôm đó đây nè. Trèo lên cây chôm chôm. Đâu, bánh nó có xài, bánh nó có xài. Đâu, đâu, đâu. Đâu. Đâu, xài đâu. Có xài, con quan sát, con thấy có xài. Đâu rồi. Đâu rồi, giờ. Trời ơi, dòm về tới nhà. Làm cái đường đưa bên bánh kìa. Ây da. Gì vậy trời. Cái gì da cây ra mà. Lo nhìn trái xài ngồi vú lên bức cây. Rồi sao? Rồi sao quay trái xài? Hả? Không thấy hả? Thấy kìa nhà. Cái nhà thấy trái xài bên kia. Đó. Trên má nữa kìa. Trên đó nguyên ra ngoài thấy chưa? Đây cả nhà ơi, trái xài nè. Quá trời luôn. Dài dài đó nó kìa cả nhà. Nguyên một cái khu vườn xài luôn cả nhà. Quá trời luôn đó nha. Nguyên một cái khu vườn xài luôn, cam luôn đó cả nhà. Đó cả nhà lấy cam kìa. Hôm nay là cầm mặt cho cả nhà. Ây da, ây da, ây da. Gai không bóp vương ơi, gai chanh á. Ây da. Trời ơi, nguyên cái gốc cây đó luôn mà. Ây da. Con đi con dòm với tắt con non dòm trên đọt cây trái cây không hả? Trời nhà nhỏ. Cây nó đi con ơi. Vì sao con nhổ lên được? Đi từ từ dịnh với tắt kìa nó dòm trên đọt cây không hả? Khủng luôn cơ nhà. Ghế dưới đất này kìa nhà. Trời luôn cái nhà ơi, trái này nó bự lên nè cái nhà, nhìn phun cầm nè. Phun cầm mà nó bự lên nè. Ôi cam này cam trọn con ơi, nó có lúc đồng tiền kìa. Đâu, đâu có đâu. Đó, mày thấy nó đó. Không. Quá trời luôn ta. Quá trời trái luôn. Cả nhà ơi, cái trái này có thể là nó chín rồi đó nha. Đây là trái. Trời, vỏ nó nát luôn. Nó chín quá trời chín rồi.
Mời mẹ. Đây cả nhà ơi, cả nhà xem nó ngon nha cả nhà. À, thấy không? Rất là ngon nha, nó vàng ôm luôn đó cả nhà. Đây. À, nhà thấy ngon không? Rất là ngon luôn, vàng thật là vàng luôn, nước quá chừng nước luôn. Đây. Ê, thấy rõ không cả nhà? Nha, mời cả nhà cùng ăn với Phương nha. Ngọt. Ngọt quá. Đấy nha. Mua này là cá tá nè. Nhìn nó ngon nè. Mua này hả? Mua này có nước chảy cơ kìa. Nó thông với nhau ba bên muốn kiếm hết trơn nè. Con nước chảy. Đi, đi vô mãi lấy cái dừa. Đây. Cả nhà ơi, bây giờ thì Phương sẽ làm bẫy mình vào trong cái mương, trong đó mình đặt cá nha cả nhà. Sẽ chẻ cái cây tre này thành từng lát một nha cả nhà. Cả nhà ơi, được nhiêu đây nè cả nhà. Thì Phương bỏ vào đây nha. Nó vừa ăn màu dừa, nó vừa hửi hơi được màu dừa mà nó vừa hửi hơi được mùi trùng luôn. Cả nhà nhớ vị trí này nha cả nhà. Đây. Ở đây nè, chỗ cái khung này nè. Có mấy cọng rong màu xanh xanh đẹp đẹp này nha. Đây. Wow. Rong xanh đẹp.
Rồi bây giờ thì Phương với cả nhà chúng ta sẽ về nhà nha. Rồi giờ cũng sẽ xế chiều rồi, sáng mai chúng ta sẽ lại đây chính địa điểm này chúng ta thăm nha cả nhà. Hy vọng là sẽ có cá, Phương nghĩ là cái nguồn này sẽ có đó cả nhà. Vậy thôi. Hello cả nhà thân yêu. Cả nhà ơi thì sáng nay trời bắt đầu mưa rất hộp luôn rồi cả nhà. Phương cũng tranh thủ Phương đi lại đây để mình thăm cái bẫy hôm qua của mình cả nhà ơi. Lỡ có dính gì đó thì cá nó chết ngắt uổng lắm. Bây giờ Phương mời cả nhà cùng Phương mình đi lại đó mình thăm nha. Đi thôi. Ờ đúng rồi, đây nè cả nhà ơi. Đây nè, có mấy cái bụi rong rong dưới nước rất là đẹp nè. Cái chỗ hôm qua của mình nè. Giờ xuống nó thăm nha. Một con cá chê. Wow. Con cá chê Phương ơi. Trời ơi. Wow. Cả nhà ơi. Chân luôn nè. Cái chày khúc đó đó ha. Ừ, nè. Dướng ba cái cây tre nhọn này nè. Cái tre này bông bông. Thả nó đi con ơi. Ha, đọc biến gen hay gì cả nhà. Nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Hương.